Rồi xong xuôi một thời gian chúng ta sẽ có một cái cây thành phẩm như thế này. Theo cái cách cắt nãy giờ tụi em hướng dẫn cô chú chị như nhân biểu diễn thì cứ cắt cái bệ bên ngoài sát xuống, còn bên trong thì chúng ta cắt phân nửa gọi là 50 thì cắt 50, thì cứ để như thế là từ từ cái cây chúng ta sẽ ra dáng. Cái cây này thì tông cao, như nãy Linh nói là muốn tông cao thì chúng ta cắt dừa lại một chút, còn muốn tông thấp tông lùn mini chúng ta cắt sát xuống cái cổ cây dừa luôn ha. Đổi qua bonsai dừa tán cậu đen sẽ biểu diễn cho mọi người khi chúng ta có một cái cây thành phẩm rồi, làm theo những cái cách nãy giờ anh em tụi em hướng dẫn cô chú chị, thì tới cái bước lên chậu, lên chậu để cơi gãy và chúng ta trang trí là chúng ta có thể chưng đựng ha. Chúng ta cứ lấy ra và bỏ vô một ít đất, một ít giá thể. Giá thể thì thường cô chú chị mình dùng sơ dừa trộn với một ít chấu, hoặc là có thể trộn với một ít than tổ ong đã qua sử dụng thì chúng ta sẽ chăm ra được cái lá dừa rất là đẹp ha. Dạ đầu tiên thì chúng ta muốn lòi rễ cao lên, nhô rễ cao hay thấp thì chúng ta có thể lấy cái phần đất ở bên trên ra. Nhưng mà cô chú chị mình nhớ lấy nhẹ nhẹ thôi, đừng để cho gãy nhiều cái rễ cám. Gãy nhiều rễ cám thì cái cây chúng ta sẽ bị mất sức. Rồi như đen đang biểu diễn chúng ta sẽ để một ít đất vô. Nếu cô chú chị muốn rễ lòi cao thì để nhiều đất vô đó. Đó. Còn muốn để rễ mà thấp thấp một chút, nó như đen đang biểu diễn là cái để cái lòi rễ như thế là vừa. Là như vậy là nhìn rất là cân đối nha mọi người. Thì cứ để như thế rồi bỏ đất nhẹ nhàng vô. Nhẹ nhàng đừng làm gãy cái phần rễ cám bên dưới, cái cây chúng ta sẽ bị mất sức nha. Mọi người có thể để đất như vậy rồi lấy cái cây sọt sọt nhẹ nhẹ xuống, chứ đừng có lấy tay nhặn xuống nha. Nhặn xuống nó sẽ bị hư cái rễ cám bên dưới đó. Nhẹ xuống làm cho đất nó dẻ. Còn hoặc là một cách thứ hai nữa là mọi người vừa bỏ đất rồi vừa đổ nước vô, nước nó ngập ngập vô thì nó đất tự động nó sẽ dẻ xuống nha. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thiện được cái mức rễ, chúng ta muốn để nó cao như thế nào thì như đem đang biểu diễn thì chúng ta bắt đầu dọn vệ sinh, cắt hết rễ cám và dọn hết những cái chất thừa bên trên như vỏ dừa, sơ dừa ra. Cắt mọi người cẩn thận, cắt bỏ rễ cám, chừa rễ cứng lại cho mọi người, đừng có cắt luôn cái rễ to nha, cắt luôn rễ to là cái cây chết luôn đó. Cái khâu lọc gọc rễ cám này á, thì lâu, để anh em tụi em biểu diễn thì gọc cũng nói chung là gọc mau mau đi để cho cô chú chị mình đã mất thời gian quan sát, cho nên là làm sơ sơ rồi dọn cho nó sạch ra được rồi. Còn cô chú chị á, cẩn thận á, cắt sát nhẹ nhàng năng niu, nó cắt từ từ luôn thì cái rễ chúng ta nó sẽ bóng nó đẹp. Dạ đầu tiên là lột ra rồi đem đi ươm. Như cái cây của chị cầm á, là về là chị tách bẹ được rồi. Như cái bước hồi nãy bạn Nhân mà biểu diễn á, là tách bẹ ra đi. Rồi từ từ á, là cắt bỏ những cái bè dài thì nó sẽ có cái bẹ lùng à. Ở nhà của chú chị dọn vệ sinh là xịt nước vậy. Lấy cái cây bàn chải đánh răng mình á. Đánh là cái rễ nó bóng lên nó đẹp lắm. Là nó sạch hết luôn. Mình tỉ mỉ mình móc hết những cái phần thừa vỏ dừa trong đó ra rồi cắt hết rễ cám thì cái cây nó bóng đẹp lắm. Thì ở đây thì tụi em biểu diễn thì đã mất thời gian rồi, chú chị mình đứng quan sát thì tụi em chỉ làm sơ vậy thôi. Rồi công đoạn tiếp theo thì chúng ta có thể dùng rêu hoặc là đá trang trí. Cô chú chị nào ở nhà có rêu thì chúng ta dùng để đỡ tốn tiền mua đá, hoặc là cô chú chị thích đá thì ra ngoài chợ mua những cái đá mà để trong cái hồ cá cảnh đó, đá có màu đó chúng ta để vào cũng rất là đẹp ha. Rồi chúng ta sẽ đắp rêu nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên. Cái khâu này là rất là tỉ mỉ nha, giống như chúng ta chơi trò sẽ xuất hình mà của em bé vậy đó, phải là lắp từng miếng nhỏ vô làm sao cho nó fit lại là nó sẽ đẹp. Đó, như Nhân đang cầm là anh em tụi em trang trí đá thì cô chú chị có thể trang trí đá như vậy đó thì nó cũng đẹp ha. Nhưng rêu thì có cái màu xanh thì nó đẹp hơn mà đỡ phải tốn tiền nữa. Ở nhà đó thì chúng ta kiếm cái chỗ nào mà mảnh đó, chúng ta lấy rêu về chúng ta đắp vô thôi. Những cái công đoạn mà lên chậu thì chỉ có cái công đoạn dọn rễ cám là lâu thôi, còn những đắp rêu thì rất là mau, rồi chút xíu sơn gáo thì nó cũng mau luôn. Rồi cứ để vậy thôi, rồi chúng ta tưới nước từ từ đó, cho rêu nó thấm nước vô cái đầu, từ từ nó mọc lên nó sát vô để nó đẹp thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cây dừa thành phẩm để chúng ta trưng trong nhà đó. Nó theo phong thủy là cây dừa là mang lại may mắn, thì chúng ta trưng cây dừa thì đón tài lộc ha.
chúng ta chừng ngay cái bàn khách á, cô chú anh chị nào có bán đồ hoặc là kinh doanh gì đó, chúng ta chừng ngay cái bàn chúng ta ngồi mà thu tiền đó, thì đón tài lộc cho cô chú anh chị mình ha. Đó, rồi cô chú anh chị mình có thể thấy cái cây thành phẩm đẹp không ạ? À? Đó, rồi tiếp theo như vậy á, cô chú anh chị có thể để vậy chơi, nếu mà thích quan sơn cái gáo, còn chúng ta không thích cái gáo quan sơn thì chúng ta có thể sơn bayu vô, thì cho sơn bayu ở đây đó, bayu chúng ta cần sơn tốt cho cây dừa nhất, thì cái bayu chúng ta ra mua cái bayu không màu và pha dưới xăng nè, đó là cái bayu mà chúng ta sơn gỗ đó, cô chú anh chị biết chưa? Cô chú anh chị á, nếu mà không dùng cái bayu pha này thì cô chú anh chị ra cái tiệm sơn nói mua cái bayu pha sẵn dành cho đồ gỗ cũng có luôn nha cô chú anh chị, về chỉ cần sơn lên thôi, không cần phải pha như thế này, cũng có bayu pha sẵn luôn dành cho đồ gỗ á, tại vì cái gáo dừa cũng như đồ gỗ cho nên cái sơn dành cho đồ gỗ là chúng ta sơn được. Thì trước khi sơn á, thì chúng ta dọn vệ sinh như đen đang biểu diễn, thì chúng ta dọn vệ sinh cho cái gáo nó bóng lên và lấy những cái chất dừa ra, thì chúng ta sơn lên cái gáo bóng nó mới đẹp ha. Còn có chú anh chị nào không thích cái gáo bóng sơn thì chúng ta chơi quan sơn, như cái cây hồi nãy đem biểu diễn mà lên chậu là để cái gáo tự nhiên không sơn luôn đó, thì con chú anh chị mình thích cái nào thì chúng ta chọn cái cách chơi đó ha. Dạ, ra cái tiệm mua sơn đồ gỗ đó, mà ở nhà của chú anh chị nào gần mà có người làm thợ mộng đó, hỏi họ cái vụ pha này là họ gần lắm. Còn cô chú anh chị mà không ấy thì cứ đi ra tiệm sơn hỏi mua cái sơn bayu pha sẵn, có cái sơn bayu pha sẵn luôn nha. Rồi cô chú anh chị mua về chỉ là sơn lên cái gáo dừa của mình thôi. Rồi sau khi chúng ta pha xong thì chúng ta nhẹ nhàng quét lên trên cái bề mặt của cái gáo dừa. Gáo dừa, mọi người nhớ là cái gáo dừa chúng ta phải dọn vệ sinh thật là sạch nha. Đúng ra là chúng ta dọn và chúng ta rửa nước cho sạch rồi chúng ta để gáo khô rồi chúng ta hãy sơn. Còn cái cây của tụi em đang biểu diễn là tụi em đã dọn trước đó rồi. Rồi chúng ta nhẹ nhàng sơn lên. Mà chúng ta nhớ là hạn chế đừng sơn lên cái rễ. Cái rễ mà nếu mà già, đỏ, già thì lâu năm thì chúng ta sơn được. Còn cái rễ mà hơi non non đó thì chúng ta sơn lên là cái rễ nó bị héo nha, là chết cây nha, gây ra chết cây đó, chúng ta hạn chế đừng có sơn lên cái rễ đó, sơn vô cái gáo dừa của chúng ta sẽ bóng nè, đẹp ha. Đó, còn có chú chị mà không thích sơn thì có thể để nguyên sơ như thế, sơn lên là cái gáo là bóng lớn liền đó. Linh xin nhắc lại là cô chú chị mình cẩn thận sơn, đừng để cái phần sơn dính quá nhiều vào trong cái rễ, tại vì cái rễ già lâu năm chúng ta mới sơn được, còn những cái cây chúng ta nuôi 1-2 năm 3-4 năm thì cái rễ cũng chưa già mấy đâu, phải lâu hơn nữa, rễ thật già thì chúng ta sơn vô cái rễ nó mới là an toàn và cái rễ không chết ha. Đó, công đoạn này rất là đơn giản thôi, chúng ta cứ ngồi sơn hết cho nó, quét lên như thế thì cái gáo ta bóng sẽ đẹp thôi. Rồi thế là công đoạn làm dừa từ A đến Z của biểu diễn thi phạm của câu lạc bộ dừa bonsai hướng dẫn cô chú chị mình làm dừa bonsai tại nhà cũng như là xong rồi ha quý vị. Thì cô chú chị mình nãy giờ tiếp thu, nếu mà cô chú chị mình đó không nhớ cũng như là không tự tin làm thì cô chú chị mình có thể lên YouTube để search ra những kênh bonsai dừa của anh em tụi em, như là kênh bonsai dừa channel của anh Trần Sự, hoặc là kênh bonsai dừa Hoàng Linh, hoặc là kênh bonsai dừa Tắc Cầu, thì cô chú anh chị mình có thể vô những kênh YouTube đó, thì anh em tụi em có làm clip hướng dẫn tận tình chi tiết và quay rất là tỉ mỉ trên đó, cô chú anh chị có thể xem theo dõi cái cách làm, thì cô chú anh chị ở nhà vừa xem clip mở ra xem và vừa lấy cái cây dừa của chúng ta ra thị phạm làm luôn, thì sẽ được một thời gian mà cô chú anh chị lên tay sẽ tự làm cho mình những cái cây dừa bonsai rất là đẹp ha.